Tại thời điểm kiểm tra, có trên 100 người đang say sưa trong tiếng nhạc và ánh sáng sôi động. Khi thấy công an, một số con nghiện đã dứt ma túy xuống sàn nhà, số khác định bỏ chạy nhưng không thoát. Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức kiểm tra quán Ba Ba Radicellus vào rạng sáng 12 tháng 10. Công an đã đưa 98 nam, nữ thanh niên về trụ sở kiểm tra và 31 đối tượng dương tính với loại ma túy tổng hợp. Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện Trương Hoài Hiếu Thảo, 1993, ngụ làng Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang là nhân viên của quán ba có hành vi mua bán bất hợp pháp chất ma túy. Lực lượng chức năng phát hiện 31 đối tượng dương tính ma túy. Ngoài ra công an còn tạm giữ 90 chai rượu ngoại các loại do chủ quán ba không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.